Làm thì có vẻ là rất là nhanh ấy. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn cứ lâu hơn người ta. Pháp chưa? Làm sao cứ gọi là điện thoại của Đức? Làm sao cứ gọi điện thoại của Đức quay thế này này? Làm sao Đức cứ tự vô mình lấy? Chả cần phải vào máy mình mà lấy ra nữa, đỡ mất công quá. Em có xong trang máy của em xong rồi em xóa nó đi. Bây giờ mình quay cho mình dùng nó chứ. Dùng làm gì? Không phải dùng. Chơi à? Sao?
cái. Em mới cần như cần làm cái gì?
cãi nhau. Sắp đi. Làm thì có vẻ là rất là nhanh ấy. Cuối cùng thì nó vẫn cứ lâu hơn người ta. Máy tay để được cái gì? Cho nó ngầu.
trong lòng rồi. Pắp chưa? Pắp luôn rồi nữa. Để ta lùn. Bỏ rồi thì thôi. Đức cái tử vong lấy thôi. Chả cần phải vào máy mình mà lấy ra nữa. Đỡ mất công có. Thì tụi em có xong cái máy của em xong rồi em phá nó đi. Một quay cho mình dùng. Dùng làm gì?
Sao? Mình đã tặng lỡ tắt rồi thì thôi. Chưa khi nào đủ vậy. Khái niệm bước chiến này chỉ có đủ là xong. Sau người yêu nó đòi hai cái chỉ phục vụ hai cái xong không đòi thêm cái nữa đổ điều có hai cái rồi đòi thêm cái nữa là sau nó bảo là thế thì thôi để em sang điêu ông hàng xóm một cái. Cần làm cái gì? Sorry.
Ôi. Thế sư phụ. Nhẹ nhàng thương em. Thank you.